Chương trình Biển Xanh Quê Hương xin kính chào quý khán giả thân mến. Trà Vinh là một vùng đất có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, văn hóa, lịch sử, sinh thái nghỉ dưỡng và các vườn cây ăn trái miệt vườn. Và bên cạnh đó thì những vùng ven biển có rất nhiều sản vật ẩn mình dưới tán rừng ngập mặn. Và đặc biệt hơn nữa là mỗi khi mà chúng ta có dịp đến thăm ấp Đình Cũ, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải thì có thể đắm mình trong những cái không gian yên bình, thư thả và xanh mát dưới tán rừng đước. Nơi đây cũng là mái nhà cho hàng ngàn sản vật sinh sôi nảy nở. Chính vì vậy mà đã tạo nên kế sinh nhai cho bà con nơi đây và cũng tạo điều kiện cho những mô hình nuôi trồng thủy hải sản phát triển. Qua chương trình Biển Xanh Quê Hương hôm nay thì Trung Nguyễn và Hoàng Hạnh xin kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng nhau đến ấp Đình Cũ, xã Long Khánh để tìm hiểu cũng như là trải nghiệm các cái làng nghề đi soi những cái sản vật ẩn mình dưới tán rừng ngập mặn này. Ấp Đình Cũ thuộc xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, nằm cách thành phố Trà Vinh khoảng 60 km, là vùng đất có hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển Nam Bộ. Nơi đây có những loài cây đặc trưng của rừng ngập mặn là mắm, đước, chà là. Với hệ thực vật phong phú, góp phần ngăn chặn sự xâm nhập mặn của nước biển vào đất liền, mà còn là nơi trú ngụ nhiều loài động vật quý hiếm chỉ có ở vùng ngập mặn. Bên cạnh đó là vùng đất chứa nhiều tiềm năng cho ngành du lịch. Cây đước là cây rất phổ biến ở Đình Cũ vì cây đước thuộc loại thực vật đặc hữu trên nền đất ngập mặn, có giá trị cao về mặt kinh tế lẫn sinh cảnh. Rừng đước ở ấp Đình Cũ, xã Long Khánh được xem là nơi dự trữ sinh quyển, là mái nhà của các loài động vật hoang dã, bao gồm thú rừng, chim muông, thủy hải sản đặc trưng của vùng ngập mặn đang đứng trước nguy cơ ngày càng cạn kiệt. Cư dân nơi đây sinh sống chủ yếu nhờ vào nghề nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thủy sản dưới tán rừng ngập mặn. Và nhắc tới sản vật dùng đất ngập mặn này thì phải kể đến con lịch. Những năm gần đây thì con lịch đã đem lại thu nhập kinh tế cao cho bà con vùng quê ven biển này. Lịch gần giống với lươn, đều là loài cá thuộc loài lưỡng tính không có chảy, có thể hô hấp bằng mang và lớp biểu bì. Môi trường sống ở tầng đáy các vùng nước lợ mặn và cả vùng nước ngọt ngập nước, rạch, đìa, đồng ruộng, ao hồ, cửa sông gần biển, đầm lầy, hoạt động vào ban đêm, ban ngày ở trong hang. Màu sắc của lịch phụ thuộc vào môi trường sống, nhất là ở giai đoạn đầu đời như nguồn nước, thức ăn, vùng đất sinh sống. Do sống ở từng khu vực, từng vùng đất và có nguồn gốc tổ tiên khác nhau, làn da của lịch rất nhạy cảm với môi trường bị thay đổi. Và chúng nhanh chóng thích nghi bằng cách thay đổi hình thái màu da cần thiết để phù hợp với môi trường sống. Màu sắc chủ yếu của chúng là vàng đậm, vàng lợt, đen sẫm, đen lợt, nâu sẫm hoặc nâu lợt. Ở vùng đất ngập mặn này, lịch được rất nhiều người ưa thích, là món ăn không thể thiếu trong các dịp tiệc tùng. Tuy nhiên, để bắt được con lịch không hề dễ vì da chúng rất trơn, đòi hỏi người bắt phải có kỹ năng riêng. Săn lịch trong đầm, vuông tôm là công việc được nhiều nông dân ở Đình Cũ làm khi rảnh rỗi và cũng là công việc chính của nhiều người để kiếm thu nhập cho cuộc sống. Cách bắt lịch thì không khó mà cũng không dễ, đòi hỏi phải có kinh nghiệm và khéo léo vì con lịch ở dưới hàng đáy hồ. Có nhiều cách để bắt lịch, người dân thường đi chọc những con kênh và lội trong những vuông tôm để tìm những hang lịch, rồi dùng tay hoặc cù ngoéo bằng sắt có ngạnh để thụt vào hang, móc lịch lên. Đa phần người dân xứ này chủ yếu dùng tay để bắt lịch theo cách truyền thống. Nói về kỹ thuật bắt lịch thì ông Thạch Thành là một cư dân thực thụ với nghề, chia sẻ. Chú, cái nghề bắt lịch này á, là mình làm được bao nhiêu năm rồi hả chú? Làm được 8 năm mấy rồi. 8 năm mấy hả chú? Và mình bắt lịch này là mình bắt ngày nào cũng có hay là mình bắt theo con nước hả chú? Ngày nào cũng có. Dạ. Không đi bắt có à? Chú có thể chia sẻ cho mọi người biết là mình khi bắt con lịch này đó mà mình xuống mình mò là làm sao mình biết chỗ đó nó có con lịch hay chú? Theo góc á, mình theo góc mình dòm theo góc mình bắt. Dạ. Theo góc hả? Là ở dưới nó có cái có hang hả chú? Có dưới hang. Ôi, hình như chú dính con lịch rồi phải không? Chú bỏ vô. Nó cắn mình hả? Cắn. Dạ. Mà nó cắn đau không chú? Đau. Dạ. Có đau đau hả?
Lịch này á, nếu mà một ngày mình đi bắt vậy là được khoảng bao nhiêu ký hay chú? 4-5 ký không chừng, 7-8 ký cũng có. Dạ. Nhiều khi chục ký nữa. Dạ. Và giá hiện tại thì mình bán là lịch này là bao nhiêu một ký chú? 150. 150 hả chú? Dạ. Với cái món lịch này thì mình làm cái món gì ngon hay chú? Làm lẩu á, lẩu chua rồi cũng được. Dạ. Và nướng mồi cũng ngon quá. Nướng mồi của em nữa. Dạ. Nướng mồi ngon lắm. Dạ. Mà nướng được chín không? Vừa vừa chín tới à? Dạ. Vừa chín tới ngon. Thì con lịch này nó ở dưới nước vậy không hả chú? Mình mò cái hang dưới nước không hả? Mò dưới nước không à? À. Theo kinh nghiệm của người dân dùng cặp mặn này, thì con lịch to xác không ngon bằng các con nhỏ. Vì loại này con nhỏ khi ăn thịt mềm và xương mềm, có thể ăn luôn cả xương. Nếu gặp được những con đang có trứng thì hương vị sẽ càng hấp dẫn. Lịch có thể chế biến thành nhiều món. Nhưng món lịch nấu canh chua bần và xào lăng nổi tiếng nhất. Trước tiên là món lịch xào sả ớt. Cầu kỳ hơn, người ta còn biến lịch thành món hấp dẫn như xào lăng. Đối với món này, trước tiên rửa lịch thật sạch đất bùn và bớt nhớt, sau đó cắt thành từng khúc nhỏ. Dạ, anh Tâm hồi nãy em thấy anh Tâm bỏ muối vô, anh Tâm là rửa cho nó hết nhớt hay sao anh? Đúng rồi, cho nó sạch bớt nhớt đi. Cái cách rửa của nó khác hơn so với lại những cái loại khác không anh? Cái loại này thì nó nhiều nhớt, nó giống như con lươn vậy đó. Khi mình rửa sạch quá thì nó sẽ bị cứng cái thịt đi, mình ăn nó sẽ không có ngon nữa. Chúng ta có thể rửa với chanh nè, nhưng mà rửa với chanh nó sẽ bị cứng thịt. Đó, mình chỉ bỏ một chút xíu muối vô, xong mình đảo cho nó đều rồi mình rửa là sạch bằng nước là được rồi. Dạ, vậy còn cái cách mần nó thì sao anh ạ? Tùy theo cái mục đích mình chế biến món gì thì mình sẽ sơ chế nó. Ví dụ hôm nay thì mình làm nấu canh chua với lại bần á, thì chúng ta không cần phải cắt ra. Còn ví dụ mình xào sả ớt thì mình sắc nhỏ, nhỏ ra. Dạ. Ủa anh, vậy là mình không có mổ bụng hả? Đúng rồi, không có mổ bụng. Con này nó ở trong bụng nó rất là sạch. Nếu mà mổ bụng thì nó có ảnh hưởng gì? Mổ giống như những con khác thì sẽ bị cứng thịt. Tất cả sau khi làm sạch để ráo nước, bắt chảo dầu lên bếp phi tỏi, sả ớt thật thơm, rồi cho lịch đã ướp sẵn gia vị vào, xào sơ cho săn. Khi mùi thơm của lịch bốc lên, cho ngay nước đã chuẩn bị sẵn vào nêm đếm. Ngoài ra, lịch nấu canh chua bần với bắp chuối ăn cùng với muối ớt là món ăn khó quên trong lòng bao người con xứ biển. Anh Tâm, anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết là món canh chua lịch này là mình chế biến như thế nào ha? Thì món canh chua lịch này thì nấu ngon nhất thì mình nấu lại với lại nước cốt bần ha các bạn. Dạ. Bần này là bần gì anh? Bần này là bần ổi. Rồi mình còn phải cháy trước phải không anh? Đúng rồi. Trước khi mà mình đưa nước cốt bằng vào thì mình cháy sả tỏi với lại ớt. Dạ. Mình xào cái cà chua cho nó nhừ đi. Bắt đầu mình đưa nước cốt bằng vào. Dạ. Mình làm như thế là để mình làm bán cái mùi tanh của con lịch phải không anh? Đúng rồi, cho nó bán cái mùi tanh đi. Ngày nay con lịch đã lên đời, ra phố chợ, trở thành món độc chiêu trong nhiều nhà hàng, quán nhậu. Những món ăn từ con lịch tạo nên một hương vị riêng biệt. Từ bao năm nay thì rừng ngập mặn giống như một tấm khiên che chắn bão giông cho bà con nơi đây. Nhờ vào bộ rễ bám bùn mà những loài cây trong rừng ngập mặn có khả năng giữ đất bồi tụ phù sa, đóng góp sức mình cùng với con người trong quá trình mở cõi về biển. Và nơi đây còn là mái nhà cho các loài động thực vật sinh sôi nảy nở và phát triển. Việc bảo vệ rừng ngập mặn cũng như bảo vệ hệ sinh thái của rừng ngập mặn là chính bảo vệ di sản cho tương lai,
cho mọi người và bầu sinh quyển mà tự nhiên đã ban tặng. Và chương trình Biển Xanh Quê Hương kỳ này xin được khép lại tại đây. Trung Nguyễn và Hoàng Hạnh xin hẹn và gặp lại quý vị khán giả trong chương trình kỳ sau.